Trường Giang xác nhận không có chuyện chia tay Nhã Phương. Trước nghi án chia tay Nhã Phương đang gây xôn xao dư luận, Trường Giang cho biết không có chuyện anh buông tay bạn gái. Giữa nghi án chia tay Nhã Phương đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, chiều nay ngày 1 tháng 8, Trường Giang trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt tại buổi ra mắt chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ 3 do anh đảm nhận vai trò MC. Nam danh hài gốc Quảng Nam đã lấy xế hộp tiền tỷ anh đã tặng cho bạn gái trước đó để đi sự kiện. Trong lần xuất hiện này, anh cũng gây bất ngờ với phong cách ăn mặc trẻ trung năng động nhất từ trước đến giờ. Trường Giang cho biết nhờ làm chương trình về nấu nướng nên anh nấu ăn cho Nhã Phương ngày càng ngon và được bạn gái khen nhiều hơn. Muốn xoa dịu các fan và không muốn làm hai bên gia đình buồn, Trường Giang đã chính thức lên tiếng xác nhận anh và Nhã Phương chưa bao giờ kết bạn với nhau trên Facebook nên không có chuyện hủy kết bạn. Trường Giang cũng khẳng định cả hai rất hay nắm tay nhau dù trời lạnh hay trời nóng nên không bao giờ có chuyện buông tay Nhã Phương. Trước đó, nam danh hài sinh năm 1983 từng chia sẻ anh đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Nhã Phương nhưng không tiết lộ thời gian. Trường Giang cũng xác nhận anh và bạn gái đã chụp ảnh cưới. Mặc kệ lời đồn đoán chia tay Trường Giang, Nhã Phương lạc lối ở Anh Quốc. Nhã Phương đăng tải hình ảnh rạng rỡ kèm chú thích lạc lối ở Anh Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Trải qua nhiều sóng gió từ ngày quen nhau, chuyện tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang luôn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự vững vàng và ngày càng bền chặt. Tuy nhiên gần đây, nhiều nguồn tin bên lề cho biết cặp đôi đang gặp trục trặc và có thể đã đường ai nấy đi. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương cũng thường xuyên đăng tải những trạng thái buồn về tình cảm, càng khiến người hâm mộ hoài nghi về sự đổ vỡ tình cảm của cặp đôi này. Những dòng chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân của Nhã Phương làm dấy lên nghi vấn cô và danh hài Trường Giang đã chia tay. Khi dư luận vẫn còn bán tin bán nghi về chuyện tình cảm của cặp đôi, Nhã Phương vẫn giữ im lặng và mới đây, cô đăng tải những hình ảnh vô cùng rạng rỡ trong chuyến đi Anh trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhã Phương đăng hình rạng rỡ trên trang cá nhân kèm chú thích lạc lối ở Anh Quốc đã thu hút sự chú ý của đông khán giả. Nhã Phương tươi tắn trước tin đồn đã chia tay Trường Giang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!